Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái bài menu nha. Mình liệt kê có những loại menu gì các bạn nhỉ? Draw đúng không? À, navigation. Navigation là điều hướng ha. Ta cũng có thể gọi là menu các bạn. Ta hay gọi là menu. Rồi bottom đúng không các bạn? Bottom navigation. Rồi cái menu mà ba chấm ở bên góc trên cùng ta gọi là option menu. Đúng không? Loại mà mình nhấn giữ, nhấn và giữ thì cái đấy gọi là gì ạ? Đúng rồi, context menu. Còn một loại thứ ba là loại gì nhỉ? À, pop-up menu. Pop-up menu. Đúng ạ. Ok. Sơ sơ có mấy còn cái table nữa, nhưng mà table nó hơi khác một xíu nha. Đấy, có cái table nữa. Table, ta gọi là tab á ha. Nhưng mà cái này hơi khác nhưng cô không đưa vào đây ha. Mấy cái này nó có các cái điểm giống giống nhau các bạn này. Mấy cái này nó có các điểm giống giống nhau nha. À, đầu tiên nè, bước 1, các bạn phải tạo menu. Ok. À, trong cái tạo menu thì trong menu nó bao gồm cái gì các bạn nhỉ? Nó gồm các thành phần nè, là ID nè, không thể thiếu đúng không? Hai là icon đúng không? Ba là cái tiêu đề, cái title á, đúng không? Title. Đấy. Nó ít nhất nó phải có ba cái này. Đồng ý chưa ạ? Đó. Rồi đó là bước 1, mình tạo menu. Bước 2. À, mình add menu. À, vào cái giao diện đúng không ạ? Giao diện. Là tùy mình, có thể là draw, có thể bottom, có thể là option. Và có một cái bước rất là thú vị nha các bạn, bước 3. À, là thực hiện các cái gì đấy ạ? Lựa chọn trên menu. Tức là bấm vào item này nó sẽ bật ra cái thông tin gì, bấm item này bật ra thông tin khác đúng không? À, mình thực hiện viết code. Thực hiện viết code. À, để chọn menu. À, tức là khi chọn menu nó thực hiện một cái hành động gì đó, đúng không ạ? Ok không ạ? Thế thôi các bạn, có 3 bước thôi. Và các cái menu này nó giống nhau hàng. Ok. Vậy bây giờ cô sẽ làm từng bước một để các bạn được tạo menu nhé. Cái bottom navigation hôm trước cô làm rồi. À, nhưng mà bây giờ buổi hôm nay cô sẽ giới thiệu cái option và context. Row thì nó hơi dài dòng một xíu. À, ta sẽ có thể làm buổi sau, có rồi đó nhá, có hướng dẫn rồi. Thì các bạn coi hướng dẫn ở trên cái link nhá. Ok. Trên cái YouTube cũng có hướng dẫn vào cái draw navigation rồi. Đó. Nhưng mà hôm nay hướng dẫn lại kỹ một chút để các bạn nhìn cho dễ ha. Rồi nè. Ở chỗ tạo icon đây nè, cô chỉ các bạn một chỗ tạo icon trước nha. Đây. Các bạn cô tắt bớt một cái này đi ha. Đây, tắt bớt đi nhìn cho dễ ha. Đã. Cô tạo một cái activity để cô làm cái icon trước. À, làm cái demo ha. Cô new nè. Một cái activity. Để các bạn chọn empty nha. Rồi, cô để là menu demo. Activity. Nhấn finish. Ok. Đây. Đầu tiên nè. À, các bạn tạo icon nha. Bước 1 nè. Các bạn là tạo icon. Icon là một cái hình thôi, có nhiều cách để lấy, đúng không ạ? Thì bây giờ cô hướng dẫn bạn tạo một cái vector icon. Icon ở dạng vector. Đấy, các bạn click chuột vào drawable này. Được chưa? Các bạn click chuột phải vào đây nè. Các bạn chọn cho cô là new. À, sau đấy chọn là e vector access nè. Có hai cái nhé các bạn, một là image access, hai là vector access. Đúng ạ?
Thì cái vector là các bạn có zoom to hay phóng to thu nhỏ thì cái hình nó không bị vỡ. Nó hình không bị vỡ. Ok, cô chọn vào cái vector asset nha. Rồi. À, các bạn có thể chọn đây này, đây là đặt tên, nhưng mà trước tiên các bạn thấy cái icon đây này, cho các bạn chọn clip art nè. Đấy. Ví dụ cô làm một cái menu về home, à trang chủ đúng không? Home. Đấy, các bạn thấy search ra cái nó ra ngôi nhà nè. Ok. Rồi các bạn có thể chọn kích thước nè. Ví dụ 24 x 24 hoặc 30 x 30 nè. Ví dụ thế. Sau đấy các bạn có thể chọn màu sắc nè. À, màu đen hoặc màu đỏ tùy mình nha. Rồi. À, ở đây các bạn để cô xóa bớt để cho nó gọn nha. Cô xóa bớt icon home. Ok, cô chọn màu đen luôn. Xong cô nhấn next. Đấy. À, finish. Vậy trong drawable nó sẽ có một cái icon home đây rồi các bạn nhá. Và nó để cái file là .xml bởi vì nó dạng vector, các bạn đừng quan tâm đến cái đuôi nhá. Ok. Home. Rồi, các bạn chọn tiếp cái icon nữa, ví dụ cô làm thêm một cái icon nữa là search đi ha. Làm mấy cái cho nó nhuần nhuyễn nè, profile đi ha. Đấy. Trời ơi, thấy một người profile hay là cái gì ta? Rồi. Cái profile này kỳ quá. Hả? Person hả? Thích chữ person hả? Thích chữ person hả? Chả có cái nào đẹp. Rồi. Thôi, add new khác nha. Person mà new khác, add cộng này khác nha. Thôi, ok. À, cái này để 30-30. Icon để băng băng nhau ha. Cái này là profile. Ok, next. Finish. À, một cái nữa là cô để là con chắc đi ha. À, cái gì ta? À, thôi kể lấy đại đi. Con chắc. Đấy, con chắc. À, lấy cái hình này đi. Đó, để 30 tùy cho các bạn nhé, để bao nhiêu tùy các bạn. Rồi, ok, next. Xong. Cô vừa tạo 3 icon xong. Rồi. Bước thứ 2, sau khi tạo được icon mà mình muốn rồi thì các bạn bây giờ các bạn tạo menu ha. Các bạn lưu ý là các bạn phải tạo cái menu. Có bao nhiêu item thì các bạn phải tạo bấy nhiêu cái menu. Ok. Rồi, bây giờ các bạn vào đây. Đây là cái thư mục menu, bây giờ cô xóa cái thư mục menu này này, cô làm lại nha. Delete đi ha. Cô làm lại nè. Nếu mà ở trên máy các bạn chưa có thư mục menu thì các bạn click chuột phải vào res, thư mục res. Sau đấy các bạn chọn new. À, chọn vào Android Resource Directory nè các bạn. Thấy chưa ạ? Sau đó các bạn chọn vào thư mục nè, resource style này nè, các bạn chọn cho cô cái menu. Ok. Sau đấy các bạn nhấn ok là được nhá. Rồi, ở đây các bạn thấy cái thư mục menu đã có rồi nhá. Các bạn click chuột phải, các bạn new một cái menu resource file, thấy chưa? Ok. Rồi đặt tên nè. Nhớ cái tên của nó là các bạn đặt chữ thường hết nha. Đặt chữ hoa là lỗi ha các bạn. Dấu cách cũng không có luôn. Ví dụ như là các bạn để là option ship gạch thì ok này, nhưng mà chữ M viết hoa lập tức nó bị lỗi nè các bạn. Đấy, menu. Như vậy các bạn nhấn ok. Đó. Thì chỗ này thì các bạn viết code luôn đi ha cho dễ nè. Các bạn gõ, mình có 3 item đúng không? Mình có item nè. À, đặt ID cho nó nè. À, ví dụ như là option menu. Option menu. À, ship gạch của mình là home đúng không? Home. Rồi, cái thứ hai của các bạn là cái icon. Các bạn để là drawable. Nút drawable. Cái nút home, icon home nè, được chưa?
Rồi cái title các bạn để cho cô là home luôn ha. Ok, đóng lại. Đấy là mình được một item. Rồi, hai item tiếp theo các bạn chỉ cần copy thôi. Rồi. Ok. Ở đây các bạn đổi tên nè. Cái này là contact nè. Cái này các bạn để cho cô là contact nè. Cái này các bạn sửa lại là contact nè. Còn cái này các bạn để cho cô là profile nè. Ở dưới này cũng vậy. Dưới này các bạn cũng sửa lại cho cô. Rồi xong. Các bạn có thể xem ở cái phần design, các bạn sẽ thấy là trong menu này có 3 item nè. Đó. Ok. Rồi. Đó là mình xong được bước thứ nhất. Xong được bước thứ nhất nha. Là mình tạo menu. Bước thứ hai là cô add cái menu vào cái giao diện. Bây giờ cô sẽ add nó vào cái activity này. Được chưa? Ok. Cô add nó vào activity này. Nhá. Bây giờ các bạn lưu ý là cô đang làm option menu. À. Vậy add vào cái này thì các bạn làm sao nè? Các bạn để ý nè. Nó sẽ có sẵn một cái hàm. À, cái này gọi là một cái sự kiện ha, một cái hàm cho phép các bạn add cái option menu. Thì các bạn search cho cô có từ khóa là option. Option. À, menu. À, cái này là set option add option. Create option. Search option. Rồi. On create option menu. Thấy chưa? Ok chưa? Rồi, đừng có gõ theo mà nó nhắc về mình enter luôn. Nhớ nha. Mình gõ như này để nó nhắc. Các bạn đừng gõ theo từng chữ một nè. Enter cái nè. Thấy chưa? Rồi, các bạn để ý nha. Bây giờ mình phải gắn được cái menu này vào. Ở đây nó sẽ return cái gắn được cái menu vào. Bây giờ menu này là gì? Đúng không? À, bây giờ mình cô bỏ cái này lên trên đi. Rồi, bây giờ mình phải nạp được cái menu vào. Nạp được menu thì nó có cái gì đấy ạ? Inflect menu đúng không? Rồi, không nhớ thì gõ để cho nó nhắc nha. Inflate. Đây. Inflate menu inflator đây. Thấy chưa? Bữa trước mình làm một cái giao diện thì nó là layout inflator đúng không? Có nhớ không ạ? Đây, không nhớ thì cô quay lại các bạn coi nè. Mình nạp cái giao diện. À, layout thì mình dùng layout inflator. Các bạn thấy có sự tương quan không ạ? Ok không ạ? À, bây giờ mình dùng cái menu thì mình dùng menu inflator. Chưa? Inflate. À, gán bằng. Gán bằng gì ạ? Cái nào có cái này có cần menu inflator nữa không ta? Hình như không cần nè, đúng không? Menu bằng. Rồi. À, cái này mình là dit đúng không? Dit chấm cái gì ta? Get menu inflator. Được chưa? Rồi, menu gắn bằng inflator chấm inflate, đưa cái menu vào đúng không? Bỏ cái menu này đi. Đây, nạp bỏ menu này đi. Rồi, lấy giao diện là r chấm menu chấm option menu mình vừa tạo và đưa cái menu vào, đúng chưa?
Ok không? Đúng chưa? Rồi. Bây giờ mình chạy thử xem nó đã nạp vào chưa nha. À, vậy muốn chạy thử anh này nè, thì các bạn chạy anh này đầu tiên đúng không? Thì mình sửa ở đâu ạ? Muốn chạy anh này đầu tiên thì mình sửa ở đâu ạ? À, đúng rồi, mình sẽ sửa vào Android Manifest. Đúng ạ. Ok, mình sẽ copy anh này. Mình cắt luôn anh này, đúng các bạn? Rồi, đúng rồi, mình cho anh này vào đây. Cho anh này vào đây. Bỏ cái này thành gì ạ? Chu, đúng không? Rồi, anh này bỏ đi nha. Không cần anh này. Các bạn có thể thu gọn anh này bằng cách là xóa hết đi. Để cái dấu này thôi. Đóng này thôi, đúng không các bạn? Hiểu không? Đấy. Đóng của mình có hai cách đóng nhá. Đóng bằng thẻ hoặc đóng bằng sẹp. Đóng này. Ok. Rồi. Viết gọn lại thôi nhá. Viết gọn lại thôi. Vậy cái này là cô để dùng viết gọn thôi. Rồi. Vậy là như vậy là cái demo menu demo activity này sẽ chạy lần đầu tiên đúng không? Rồi bây giờ nhấn nút run cái nha. Đấy. Để xem mình đã nạp được cái option menu vào chưa. Ok. Là mình đang làm cái bước mấy ạ? Mình đang làm bước thứ hai nhé các bạn. Add vào cái activity của mình. Ok. Rồi nó bị lỗi nè. À, cái main đang bị lỗi. Tại vì khi nãy cô xóa mất cái bottom nap rồi. Xin lỗi cả nhà, xóa mất mà không để ý nè. Xin lỗi các bạn nè. Cái chỗ này là cô xóa mất rồi. Cho nên chỗ này cô comment nó lại nha các bạn. Ok không? Tại vì khi nãy cô xóa để demo cho các bạn ấy, xóa mất tiêu rồi. Rồi chạy lại. Các bạn chịu khó đọc lỗi nếu bị lỗi nha. Đấy. Cái chuyện code mà không bị lỗi là không có. Code là đương nhiên bị lỗi. Mà bị lỗi thì chịu khó đọc lỗi cho cô. Rồi các bạn theo kịp cô không? Bần lương làm đến raw navigation này kìa. Xong chưa? Cái gì? Menu demo activity hả? Đây. Ok. Đây. À nó bị gì ta?